Áp Việt Dách. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay Áp Việt Dách. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu một kiến thức mới, đó là về cách đọc, cách viết các số tự nhiên trong hệ thập phân. Về cách đọc, cách viết các số tự nhiên thì chúng ta đã được học ở những bài mà các số có 6 chữ số, hay là chúng ta đã được học đi theo những hàng và những lớp, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về cách đọc, cách viết các số tự nhiên trong hệ thập phân được viết hay là được đọc như thế nào, và có những cách đọc khác hay không. Thì sau đây cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu bài ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta quan sát rằng dân số Việt Nam năm 2019 là 96.208.984 người. Thì chúng ta thấy thầy giáo đang hỏi các bạn học sinh rằng các chữ số giống nhau có giá trị bằng nhau không? Số này thì quan sát số này thì có 2 số 9, đúng không ạ? Và có 2 số 8. Nhưng mà vị trí của số 9 cũng như vị trí của hai chữ số 8 thì nó khác nhau, không đứng ở cùng vị trí. Vì vậy câu hỏi đặt ra cho các bạn cũng như đặt ra cho chúng ta rằng, vậy những số 8 này có giá trị bằng nhau hay không? Và những số 9 này có giá trị bằng nhau hay không? Và để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta cùng nhau phân tích số này cho cô. Chúng ta có 96.208.984. Số này gồm 8 chữ số. Và chúng ta sẽ chia ra được, đó là có gì nhỉ? Có lớp đơn vị này, có lớp nghìn này và có lớp triệu. Trong đó lớp triệu gồm 2 chữ số, gồm 2 hàng, đó là hàng chục nghìn, hàng chục triệu và hàng triệu, đúng không ạ? Còn tiếp tục, lớp nghìn thì gồm trăm nghìn này, chục nghìn này và nghìn. Còn lại là lớp đơn vị gồm hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điền vào cho cô. Đầu tiên thì chúng ta điền được chữ số 4 thuộc hàng đơn vị, chữ số 8 thuộc hàng chục, chữ số 9 thuộc hàng trăm. Tiếp tục nào, chữ số 8 thứ hai thì thuộc ở hàng nghìn, chữ số 0 thuộc hàng chục nghìn, chữ số 2 thuộc hàng trăm nghìn, chữ số 6 thì sang đến lớp triệu thuộc hàng triệu, và chữ số 9 thứ hai thì sẽ thuộc là chục triệu. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ đọc được số là, chúng ta sẽ đọc từ hàng chục triệu nhé, 96.208.984. Đây chính là cách đọc số của chữ số này. Và dựa vào đây thì các bạn cũng quan sát cho cô rằng trong số 96.208.984 có xuất hiện 2 chữ số 8. Một chữ số 8 đứng ở hàng chục, một chữ số 8 đứng ở hàng nghìn. Thì chúng ta thấy hai giá trị này hoàn toàn khác nhau, đúng không nhỉ? Chữ số 8 mà đứng ở hàng chục thì có giá trị là 80.000. Tiếp tục, chữ số 8 mà đứng ở hàng nghìn thì có giá trị là 8.000. Điều này là rất là đơn giản và rất là dễ hình dung. Tiếp tục, chúng ta lại một lần nữa quan sát cho cô trong số 96.208.984 cũng xuất hiện 2 chữ số 9. Một chữ số 9 nằm ở hàng trăm, một chữ số 9 nằm ở hàng chục triệu. Vì vậy, giá trị của 2 chữ số 9 này cũng hoàn toàn khác nhau, đúng không? Chữ số 9 nằm ở hàng trăm thì có giá trị là 900. Còn lại, chữ số 9 nằm ở hàng chục triệu thì có giá trị là 90 triệu. Do đó chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi của thầy giáo là các chữ số giống nhau nhưng mà nó không bằng nhau về giá trị, bởi vì nó bị khác nhau về vị trí, khác nhau về số hàng. Chữ số 9 đứng ở hàng chục triệu chắc chắn là sẽ có giá trị khác so với chữ số 9 đứng ở hàng trăm, và nó khác rất nhiều lần. 90 triệu sẽ khác với 900 và 8.000 sẽ khác với 80. Do đó, Côn xin nhắc lại một lần nữa, đó là tuy trong một số có xuất hiện nhiều chữ số giống nhau, nhưng giá trị của nó không giống nhau hoàn toàn. Để xác định được giá trị giống nhau hay không thì chúng ta phải dựa cho cô về vị trí đứng ở hàng nào. Vị trí đứng ở hàng nào nó sẽ quy định giá trị của chữ số đó. Ví dụ, chữ số 2 đứng ở hàng trăm triệu, chữ số 2 đứng ở hàng trăm nghìn thì giá trị của nó sẽ là 200 nghìn. Hay chữ số 6 đứng ở hàng triệu thì giá trị của nó phải là 6 triệu, chứ không phải là 600 hay là 60. Các bạn phải nhớ cho cô như vậy. Rồi, và dựa vào đây thì chúng ta rút ra được rằng các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là những số trong phạm vi 100 này, phạm vi 1.000, phạm vi 10.000 hay là rất nhiều số sau đó thì đó cũng đều là các số tự nhiên cả. Và viết số tự nhiên trong hệ thập phân thì chúng ta sẽ dùng 10 chữ số hay là dùng những số trong phạm vi 9 từ số 0 đến số 9 để viết các số tự nhiên. Đây các bạn để ý cho cô, khi chúng ta điền vào các hàng ấy thì nó cũng chỉ là những số từ 1, từ 0 đến 9 chứ không xuất hiện những số 10, 11, 12. Bởi vì những số 10, 11, 12 thì nó lại là hai chữ số, mà hai chữ số thì nó sẽ thuộc hai hàng khác nhau, do đó chúng ta không dùng. Ở mỗi hàng ta viết được một chữ số, đây chính là minh chứng. Đây, ở hàng chục triệu chúng ta cũng chỉ viết được một chữ số, hoặc là chữ số 9, hoặc là chữ số 8, hoặc là những chữ số khác, và tương tự những hàng sau cũng thế. Cứ 10 đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng tiếp tục liền kề nó. Ví dụ chúng ta có là 10 chục triệu thì chúng ta chỉ viết số 0 ở hàng chục triệu, còn chữ số 1 chúng ta phải đặt nó sang hàng trăm triệu. Ví dụ như 10 đơn vị thì chúng ta viết thành được là 10 chục, hay là 10 chục chúng ta sẽ viết thành 100, và tương tự như vậy. 10.000 chúng ta viết thành 1 chục nghìn, hay là 10 trăm nghìn chúng ta viết thành 1 triệu, 10 chục triệu chúng ta viết thành 100 triệu. Giá trị của mỗi số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Đây chúng ta cũng quan sát vào hai chữ số 9 thì giá trị này khác nhau hoàn toàn dựa vào từng hàng vị trí, hàng trăm, hàng chục triệu, cùng đó là hàng trăm nghìn này, hàng đơn vị, hàng triệu, rất là nhiều giá trị khác nhau. Và ví dụ như trong số 96 triệu 208.984 thì các bạn vẫn xét về chữ số 9, chúng ta nhìn rất là nhiều rồi. Từ trái qua phải thì là có giá trị khác nhau, nào là 90.000 này, 90 triệu này, nào là 900 đó, hay là chữ số 8 cũng vậy, nào là 8.000, nào là 80, thì nó khác nhau hoàn toàn về giá trị. Và dựa vào phần mà kiến thức chúng ta đã được học thì chúng ta sẽ giải quyết cho cô phần hoạt động 1, đọc các số sau. Chúng ta có 4 số và cô sẽ để cho các bạn nối các số. Chúng ta sẽ tìm những số tương ứng với cách đọc bên tay phải của cô với số 430, 27403, 151, 038, 000 và 3000, 009. Đầu tiên nào, chúng ta để ý cho cô vào chữ số này. Số 430 gồm 3 chữ số, tức là nó chỉ có lớp đơn vị thôi đúng không ạ? Tiếp tục nào, 27403 gồm 5 chữ số, thì chúng ta chia ra được, đây là lớp đơn vị này, đây là lớp nghìn, và đây có hàng chục nghìn, do đó chúng ta sẽ đọc từ hàng chục nghìn trở đi. Tiếp tục, số thứ 3, 51, 151, 038, 000 thì có 9 chữ số. Chúng ta chia được thành lớp đơn vị này, lớp nghìn và lớp triệu. Trong lớp triệu này thì có xuất hiện hàng trăm triệu, thì chúng ta sẽ đọc từ hàng trăm triệu đầu tiên. Tiếp tục đến số cuối cùng 3000009, chúng ta cũng chia được thành 3 lớp, đó là lớp đơn vị, lớp nghìn và lớp triệu. Nhưng ở lớp triệu này chỉ xuất hiện ở hàng triệu, do đó chúng ta cũng chỉ bắt đầu đọc ở hàng triệu. Rồi, bây giờ chúng ta tìm nào. 430 thì sẽ đọc là 430 và nó sẽ được nối với số cuối cùng 430. Tiếp tục nào, 27403 bắt đầu đọc từ hàng chục nghìn, chúng ta có 27.403. À, đây, có đây, 27.403. Tiếp tục nào, 151.038000 bắt đầu đọc từ hàng trăm triệu, 151.038.000. Ô, nối vào đâu nhỉ? Đây, chính xác, 151.038.000. Còn đây, 3 chữ số 0 này đó chính là 38.000, chúng ta không đọc. Tiếp tục nào, 3000009 bắt đầu từ hàng triệu, chúng ta sẽ đọc được là 3.000.009, chúng ta sẽ nối được vào với phần B. Đây cô sẽ củng cố lại cách đọc cho các bạn. Đầu tiên sẽ là 430, tiếp tục 27.403, tiếp tục 151.038.000 và cuối cùng 3.000.009. Tiếp tục các bạn sẽ sang đến phần hoạt động 2 là viết các số sau. Chúng ta có 3 số A 406.210, B 3.740.981, C 625.003.320. Đầu tiên đến với phần A chúng ta có là 406.000, chúng ta tách ra được này, 210. Thì cái 406.000 này sẽ thuộc là lớp nghìn đúng không ạ? Còn 210 sẽ thuộc là lớp đơn vị. Tiếp tục đến phần B này, 3.740.981, chúng ta tách được ra là 3 triệu là thuộc lớp triệu này, 740.000 là thuộc lớp nghìn này, 981 là thuộc lớp đơn vị. Tiếp tục đến với phần C nào, 625.003.320 thì chúng ta có 625 triệu thuộc một lớp, 003.000 thuộc một lớp, 320 thuộc một lớp, lớp đơn vị này, lớp nghìn này và lớp triệu. Dựa vào cách phân tích đó thì chúng ta sẽ đưa ra được viết số như sau. Đầu tiên 406.000 chúng ta sẽ viết được là 406, 210 chúng ta viết được là 210. Đây chính là cách viết 406.210. Tiếp tục phần B, 3 triệu chúng ta viết được số 3 ở hàng triệu, 740.000 chúng ta viết được chữ số 7 ở hàng trăm nghìn, chữ số 4 ở hàng chục nghìn và chữ số 0 ở hàng nghìn. 981 chúng ta viết được chữ số 9 ở hàng trăm, 8 ở hàng chục và bao nhiêu đây? 1 ở hàng đơn vị đúng không ạ? Đây chính là cách viết 3.740.981. Đến với phần C nào, 625 triệu chúng ta viết được 6 ở hàng trăm triệu, chữ số 2 ở hàng chục triệu và chữ số 5 ở hàng triệu. Tiếp tục 003.000, chữ số 0 ở hàng trăm nghìn, chữ số 0 tiếp tục đó ở hàng chục nghìn và chữ số 3 ở hàng nghìn. 320 thì chữ số 3 sẽ ở hàng trăm này, chữ số 2 ở hàng chục và chữ số 0 ở hàng đơn vị. Chúng ta viết được 625.003.320. Và cũng tương tự như thế thì cô sẽ đưa cho các bạn cách viết là viết số theo các hàng ấy, viết thành tổng theo các hàng. Chúng ta có là đầu tiên sẽ là 6 gì đây? 600 triệu. Tiếp tục này, 20 triệu, 5 triệu này. Chữ số 0 ở hàng chục triệu và chữ số 0 ở hàng trăm nghìn và hàng chục nghìn chúng ta sẽ không viết. Chúng ta sẽ viết đến chữ số 3 ở hàng nghìn sẽ là 3.000. Tiếp tục chữ số 3 ở hàng trăm sẽ là 300. Và chữ số 2 này sẽ là 20. Và chữ số 0 ở hàng đơn vị chúng ta không viết. Do đó viết thành tổng theo các hàng chữ số 625 triệu 003.320. Chúng ta viết là 600 triệu cộng 20 triệu cộng 5 triệu cộng 3 triệu cộng 300 và cộng 20. Rồi, như vậy cô và các bạn đã hoàn thành xong phần hoạt động 1 là đọc các số, hoạt động 2 là viết các số, cũng như củng cố lại phần viết số thành tổng theo các hàng. Thông qua hai phần hoạt động cũng như là phần khám phá kiến thức chúng ta đã được tìm hiểu, thì cô mong rằng các bạn hiểu được cách đọc và cách viết các số tự nhiên trong hệ thập phân. Và để củng cố sâu hơn về bài tập thì các bạn có thể theo dõi bài giảng của cô trên trang VietJack, và chúng ta có thể làm thêm những bài tập trong sách bài tập toán lớp 4 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Và bây giờ bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.